Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bước vào buổi pháp thoại chiều hôm nay, xin mời toàn thể đại chúng lắng nghe tiếng chuông. Sau đó chúng ta sẽ ngồi thực tập, ngồi lắng yên trong ít phút. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Ân Sư, Đạo Trưởng Tổ Đình Chùa Hoằng Pháp. Kính bạch trên Thầy Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Chùa Hoằng Pháp. Lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời vấn an, sức khỏe lên quý ngài, cũng xin gửi lời chào, lời chúc an lành đến toàn thể tất cả quý vị thiền nam tín nữ Phật tử, quý vị thiền trí thức, nhất là các bạn trẻ có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn hôm nay có được khỏe không? Mấy ngày đầu vô tu chưa biết cái gì thì thấy ai cũng mập mờ, đúng không? Bây giờ vào khóa tu ngày thứ bảy thì ai cũng sao? À, mập rõ. Ai lo cho mình vậy? Có phải con trai bà bán bánh mì lo cho mình không? À, không phải con trai của bà bán bánh mì lo cho mình, cho nên mình không có lo gì. Không có lo về. Mà vào đây là con trai của Đức Như Lai lo cho mình. Có biết con trai của Đức Như Lai không? Là ai? À, là quý thầy, là quý thầy, quý sư cô, cũng như là tất cả quý Phật tử đã lo cho mình. Cho nên mình đi vào đây mình không có lo ve, mà mình lo gì? À, lo tu, rất là chính xác. Và mình đã vào đây mình lo tu rồi thì mình phải nhớ một điều, đó là mình bỏ những cuộc tình để thanh tịnh cuộc đời. Cuộc tình mà mình đã bỏ thì những người đó mình thường gọi là cái gì? Là cái gì? À, nghe xa xa gần gần hình như là có nhiều tiếng nói giống nhau. Thì đó là người nào mình có thể xem ở trên màn hình chút xíu. Các bạn nghĩ gì mà các bạn vỗ tay? Hả? À, trong này có rất nhiều chuyên gia ngôn ngữ. Còn có cái đầu óc tưởng tượng rất là phong phú. Ai biết ba chữ này là cái gì, đưa tay lên, thầy sẽ tặng cho người đó một món quà. À. Dạ, con chào thầy. Dạ, rồi. Dạ, câu trả lời của con đó là người yêu cũ. Rồi, xin cảm ơn bạn. Bạn đã trả lời sai. Rồi, xin mời một bạn nam. Mời một bạn nam. A Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy. Dạ, câu trả lời của con là New York City ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn. Tại vì cuộc chơi này thầy làm chủ cho nên thầy nói bạn sai. Xin cảm ơn các bạn. Hồi nãy mình nói là những người mà mình bỏ lại thì những người đó gọi là gì? Và NYC là cái gì? Là cái người nào mà đã làm cho mình như thế nào mà mình phải bỏ đi. Thì người đó đầu tiên đó là có phải không?
cái người mà khiến cho bạn bây giờ phải khóc thì người đó gọi là Now you cry. Cho nên có một anh kia anh gọi điện thoại cho một bạn nữ và nói alo em à. Sao nữa? Phải không? Không có nghe cái tiếng bạn nữ trả lời mà nghe bên kia là tiếng khóc. Thì anh chàng nó mới nói rằng là em ơi, anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm, mà chúng ta trở lại nhé. Bạn nữ bạn mới nói là dạ không, em bận rồi. Anh chàng này hỏi là bận cái gì? Thì bạn nữ bạn nói là bạn bận đi đám tang. Bận đi đám tang. Anh chàng mới hỏi đám tang ai về em? Thì bạn nữ mới nói là cuộc tình của chúng mình. Cho nên sao? Now là cái NYC đầu tiên. Rồi, nghe nói là những người thất tình thì thường có trình IELTS rất là đẳng cấp, đúng không? Bây giờ mình tới với cái NYC thứ hai. Cái này chưa có trong từ điển đâu. Có nghĩa là sao? Now you complain có nghĩa là cái người mà mình bây giờ phải than thở, than vãn đủ thứ điều về cái người đó. Cho nên mình mới gì? Now. Nhất là các bạn nữ đó, mình có thể nói với cái người NYC của mình á, người yêu cũ của mình là gì? Là anh chẳng còn có cơ hội để tìm thấy một người xinh đẹp nhưng mà bị mù như em đâu. Và cái NYC thứ ba ở đây đó là Now you curse. Ai biết now you curse là cái gì? Curse là nguyền rủa. Người mà bây giờ bạn nguyền rủa đó chính là ai? Em. Cái người mà mình nguyền rủa cũng là cái người mà mình đã từng thương họ rất là nhiều. Cái sự nguyền rủa này á, là nó ở mức độ khủng khiếp lắm. Đối với các bạn nữ thì nói thì sao? Nhà em có cái bàn thờ, nhang đèn đủ cả, chỉ chờ anh lên. Khi mà bạn nam mà nghe bạn nữ mà nói như vậy thì đối đáp sao? Kế chị xanh khi còn có lá, anh chị cười khi bia đá khắc tên em. Không có ai chịu thua ai hết trơn á. Bởi vì bây giờ chúng ta đã không còn là người như trước đây nữa. Và cái NYC cuối cùng đi đến tận cùng đó đó, sau những màn mồm boxing thì tới cái đoạn sau cùng của mình, cái NYC nữa. Là bây giờ mình từ bỏ, cả hai người đều từ bỏ cuộc chơi. Nhiều bạn sẽ nói rằng là sữa mẹ em còn có thể cai, thì anh là cái gì mà em không cai được. Và ở đây mình có thêm bonus cho bạn, thêm cái hai cái NYC nữa. Not your thoughts có nghĩa là không phải là cái gì? À, người yêu cũ không phải là cái sự lựa chọn của bạn. Và cái cuối cùng là not you concern có nghĩa là không phải là cái người mà bạn phải quan tâm. Đó chính là những cái NYC, đúng không? Thật là vô nghĩa. Như vậy là mình đã biết được những cái mà mình vào đây để từ bỏ những cuộc tình, thanh tịnh những cuộc đời thì có đáng không? Tại vì người ta đã làm mình khóc, tại vì người ta đã làm mình đau, người ta đã nguyền rủa mình, người ta đã bỏ mình, người ta không còn quan tâm mình nữa, người ta không còn lựa chọn mình nữa. Thì mình lựa chọn đi đâu? À, đi tu, đúng rồi.
Cho nên là khi mình biết cái chuyện đó xảy ra đó, thì có không giữ, có không giữ mất không sao. Là tại vì cảm xúc trong em đã cạn và tình yêu đã hết hàng với anh, thế thôi. Chuyện kể thì cũng dài lắm, mà kể ra thì cũng ngại. Thôi thì chúng mình sao? Chúng mình làm gì? Chia tay hả? À, chia hai. Như vậy thì chia hai hay là chia tay cũng là cái cùng cực của những cái tình cảm mà chúng ta đến với nhau, với những cái niềm đau mà mỗi người đã gánh lấy. Nhưng mà ở đây có ai biết chia tay là cái gì không? Ở đây ai đã từng chia tay không? Vậy thì chia tay là gì? Ai biết? Rồi, xin mời một bạn phía sau. Dạ, xin chào thầy. Theo con nghĩ chia tay là khi mà hai người quen nhau mà dừng lại, thì hai người không liên lạc với nhau, không còn tiếp xúc hay là có cái mối liên lạc gì với nhau nữa được gọi là chia tay. Rồi, cảm ơn bạn. Nhưng mà có những người chia tiền mà ơi. Không, chia tay mà chia tiền. Rồi, thầy biết, các bạn đừng có cảm xúc lên cao quá, từ thôi. Mỗi bạn đã từng chia tay, đã từng có những cái suy nghĩ, những cái ý niệm, những cái khái niệm về chia tay, thầy biết. Thậm chí ở đây có những người chuyên gia, đúng không? Nhưng mà ở đây đó, khi mà chúng ta nói tới chia tay theo cái cách nghĩ của thầy, chia tay là gì? Chia tay là kết thúc của duyên nghiệp và là khởi đầu của khẩu nghiệp. Chia tay là kết thúc của duyên nghiệp, nhưng mà chính là cái sự khởi đầu của khẩu nghiệp. Và đó chính là hành trình bắt đầu của việc khởi nghiệp. Khởi nghiệp làm gì? Đó là hai người trở thành những nhà khảo cổ của những cuộc tình. Lên báo, lên truyền hình để làm gì? Để công khai mọi sự tình cho thế gian. Và là dịp mà để nêu danh bà và gọi tên gia phả tổ tiên người ta. Ngậm lại hồi nãy giờ mình thấy tình yêu thật là kinh khủng. Vậy mà trước đó không lâu, khi con người ta chưa có chia tay, nhất là đối với những cô gái đó có tính cách hơi bốc đồng chút xíu, thường đến với các bạn trai của mình và nói rất là chân thành: anh ơi, tính của em thì dở điên điên như vậy đó. Thì bạn trai bạn mới nói là như vậy mới là có duyên đó em. Tại vì lúc đó là mình đang gì? Mình đang yêu, cho nên là mình mới có thể nói như vậy được. Và hình như lúc đó là mình bị cảm rồi. Mình nói cảm sao? Cảm thấy sao? Cảm thấy tận tần tân. Tại vì sao? Cảm thấy tận tần tân vì ân quá trần. Rồi tắt đèn đi. Vậy là những người dưới đây là những người đã từng tận tần tân hết rồi. Khi mình đã ở trong cái trạng thái là ân quá trần rồi, yêu quá trời rồi, thì cuộc đời ngáo như vậy làm sao mà tịnh được. Chưa đầy 2 tháng trước thì mình nói là một cái người mà dở điên điên, mình nói là dễ thương. Nhưng mà vậy chỉ cần phải vài tháng sau thôi, có thể quay lại nhau với nói rằng là em quả thật là một con điên. Là một đứa vô duyên hết thuốc chữa. Mình quay lại để khẳng định cái gì? Quay lại để khẳng định cái sự thật. Tại vì lúc mới quen người ta thì mình thấy, mới quen thì thấy thẹn thùng, ở lâu mới biết là bị khùng bẩm sinh. Mới gần thì mình thấy nó thường lắm, nhưng mà ở lâu mình biết người này có cái gì đó không có được bình thường.
Mà cái gì không được bình thường thì bản chất ngay ban đầu của nó đã là gì ạ? Không tốt. Cái gì mà quá cũng đều không tốt cả. Vui quá thì hóa cuồng, mà buồn quá thì hóa điên. Mình chủ động quá thì sao? Mất giá, mà im lặng quá thì sao? À, mất nhau. Cho nên là cái nào quá không tốt hết trơn á. Ngay cả trong tiếng Anh mình biết là người ta nói là hot love is soon cold. Có nghĩa là sao? Tình nóng thì chóng nguội. Hot love is soon cold. Cho nên cái nào quá cũng không tốt. Mình ứng mà quá chừng là sao? Là không tốt. Vậy thì cái tốt nhất mà mình nên có, đó là mình nên gì? Ứng gì? Ứng. Ứng vừa chừng. Ứng quá chừng là không tốt. Dù cái đó là ở trong tình yêu, ở trong công việc, ở trong mọi thứ, ở trong cuộc đời này. Nếu mình ứng quá chừng thì cuộc đời của mình sẽ khổ. Mà ứng vừa chừng đó đó, đó chính là mình đang biết đưa cuộc đời mình vào một cái đời sống có cái sự tỉnh thức, có cái sự cân bằng về mọi thứ. Cho nên các bạn biết á, là vào thời xưa đó, thời Đức Phật, thì có một vị thầy tên là Sona. Vị này đi vào xuất gia với Đức Phật. Và vị thầy này tu hành tinh tấn lắm, nỗ lực ngày đêm không có bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng mà sau một thời gian thì vị thầy cảm thấy rất mệt mỏi. Tại vì những vị đồng đạo, đồng tu của mình á, thấy tu tập cũng bình thường thôi, mà ai cũng chứng đạo, chứng quả. Còn mình thì chưa bao giờ sao lãng việc tu hành, tinh tấn cực độ, nhưng mà không thành cái gì hết trơn. Thành ra thầy Sona buồn quá, mới nghĩ rằng là nhà mình thiếu gì tiền. Yêu anh đi, nhà anh có máy điều hòa. Sao nữa? À, nóng lại bật, nóng lại bật. Hãy cứ nghĩ là nhà mình có nhiều điều kiện mà. Cho nên là cái ý đó của thầy Sona khởi lên, thì Đức Phật ngài quán biết được ý của thầy. Thì Đức Phật mới kêu thầy Sona tới và nói rằng: Này thầy Sona, có phải thầy đang có ý định hoàn tục trở về với đời sống bình thường hay không? Thì thầy Sona nói: Vâng bạch Thế Tôn, con đã tu tập nỗ lực hết mình mà con không được cái gì hết. Con cảm thấy mệt mỏi quá, con muốn trở về với đời sống bình thường. Đức Phật mới hỏi rằng: Này Sona, ta nghe nói rằng trước đây khi mà ông còn là một người tại gia đó, thì ông là một người chơi đàn rất giỏi, đúng không? Thì thầy Sona nói rằng: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy ạ. Đức Phật hỏi: Khi mà một cái đàn mà lên dây căng quá thì tiếng kêu có hay không? Có hay không các bạn? Thầy Sona nói: Bạch Thế Tôn, không. Vậy thì khi một cái đàn mà dây đàn bị trùng quá thì tiếng có hay không? Thầy Sona nói: Bạch Thế Tôn, không. Đức Phật nói cũng vậy: Này Sona, cái đàn có tiếng hay khi nó được lên vừa chừng. Và trong cái việc tu tập cũng vậy, nếu như biết cân bằng cái việc tu tinh tấn đúng lúc mà không có thái quá, thì ông mới có thể tu tập một cách bình thường và chứng được quả vị giác ngộ như các vị khác. Và nhờ cái lời nói đó của Đức Phật, tức là mình phải biết cân bằng mọi thứ. Cái gì ngay cả trong tu tập mà mình thái quá cũng sẽ làm cho mình khổ đau. Nhờ đó mà chỉ một thời gian sau thì thầy Sona đắc quả A-la-hán. Là vì sao các bạn? Vì thầy Sona không có gì mà ân sao? À, ân vừa chừng. Có cái nguyện vọng tu tập, nhưng mà vừa với cái sức khỏe, vừa với khả năng, vừa với trình độ, vừa với cái sự tiếp nhận của mình. Cho nên là thầy Sona mới có được cái sự thành tựu như vậy. Cho nên trên cuộc đời này không phải cái gì nhanh cũng tốt hết. Vậy thì cuộc đời này cái gì mới tốt? Ai trả lời được sẽ nhận được một món quà. Nhanh không tốt, vậy thì cái gì mới là tốt? Dạ, A Di Đà Phật, con tên là Thư, đến từ khu C3. Dạ, con xin trả lời câu hỏi của thầy là theo con là cân bằng là tốt nhất ạ. Không quá nhanh cũng không quá chậm ạ.
Rồi, xin cảm ơn bạn. Con cẩu này chưa đúng lắm. Có ai biết không? Bây giờ mình nói là nhanh cũng không tốt, mà quá cũng không tốt. Vậy thì cái gì mới tốt? Nếu mà nói cân bằng thì ai cũng biết rồi, đúng không? Cái đó thì là mình đang nói mà. Thành ra bây giờ mình phải có ai trả lời cái gì mới tốt? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, con nghĩ là về tốc độ thì mình phải linh hoạt mới tốt ạ. Nếu như gặp người mình thấy phù hợp thì mình có thể đẩy tốc độ một chút, còn nếu mà mình thấy không phù hợp thì mình nên chậm lại và hoặc là ngừng lại luôn ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn. Cái ý của bạn cũng giống với bạn bên kia, đó là phù hợp là tốt, đúng không? Phù hợp là tốt. Tuy nhiên, ở đời này mình biết là nhanh cũng không tốt, mà quá cũng không tốt, thậm chí là chậm cũng sao? Chậm cũng không tốt. Vậy thì chỉ có về đích mới tốt. Đúng không? Về đích mới tốt. Cho nên là ai ở đây đã từng đọc truyền Rùa và Thỏ đưa tay lên? Nhanh tốt không? Chậm tốt không? Về đích mới tốt. Vì vậy, trong đời sống bình thường của mình, nếu mình nhìn sang một đứa bạn bên cạnh mà mới đó nó đã trở nên xinh đẹp, thì các bạn biết đó là gì? Mới đó mà nó đã trở nên xinh đẹp, nó làm gì? À, nó đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên là chưa chắc đã tốt. Chưa chắc đã tốt. Và mới đó mà cái nhà hàng xóm của mình nhanh quá, mới xây được một căn nhà. Nhanh quá, mới mua được một chiếc xe hơi. Nhanh quá, mới đó mà giàu rồi. Nhanh quá, mới đó mà vào tù rồi. Cho nên đừng có thấy người ta nhanh quá mà trong lòng của mình cũng sục sôi, đúng không ạ? Thấy người ta nhanh quá mà cho nên trong lòng của mình sục sôi, mình sợ rằng là mình không bắt kịp người ta. Nhưng mà chưa chắc có ngày có người sẽ nói nhanh quá, mới đó mà vào tù rồi. Thì cũng không có tốt. Cho nên bạn có thể chậm hơn người ta một vài nhịp, nhưng mà cuộc sống của mình bình an, cuộc sống của mình tự tại, cuộc sống của mình vô lo, vô nghĩ, thì người đó mới là người sao? Ân vừa chừng. Là người biết được mình cái gì là quan trọng cho cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta là những người trẻ, mình phải là những người chủ động về đích, đúng không ạ? Mình phải là những người chủ động về đích. Và phải xác định rằng cuộc đời của mình về đích là quan trọng. Tuổi trẻ chúng ta năng động, nhưng mà chúng ta không có tăng động. Đúng không? Năng động chứ không có tăng động. Và năng động chứ không phải là đồng nào cũng có mặt em. Mình năng động nhưng mà mình sao? Mình chủ động. Năng động không tăng động. Năng động mà chủ động. Vậy thì khi mình biết làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ cái thân tâm của mình, tức là mình đang biết gì ạ? Mình đang biết điều hòa cuộc sống của mình. Các bạn có biết là mình ngồi đây mát như vậy là nhờ cái gì không? À, máy điều hòa. Mà điều cái gì, hòa cái gì trong cuộc đời của mình này? Mình điều ở đây có nghĩa là mình điều chỉnh cái thân tâm. Điều chỉnh cái thân tâm của mình để làm sao cho nó phù hợp với đạo đức, với tự nhiên, với chân lý mà sống. Đó là người mà có sẵn cái gì? Có sẵn cái máy điều hòa trong người. Cái người mà không biết điều chỉnh thân tâm để cho phù hợp với đạo đức, thì người đó dù cho có lắp 10 cái máy điều hòa thì lúc nào cũng cảm thấy trong lòng của mình cũng là sự nóng nảy, khó chịu, bực bội, đau khổ. Các bạn đi tu mấy ngày hôm nay các bạn có thấy hay không? Đi tu rất là hay, đúng không? Đường dài thì mới biết ngựa hay. Sao nữa? Đường dài mới biết ngựa hay.
đi tu 7 ngày có đứa chưa tắm nha. Có bạn thầy đi ngang thì bạn giống như một vừa sữa chua. Thầy hỏi tại sao, bạn nói là tại vì bạn muốn tiết kiệm điện nước cho nhà chùa và bạn muốn học hỏi những đạo lý của người xưa. Đó là làm gì? Ở gì? Ở dơ sống lâu. Thầy nói cũng được, đó cũng là một đạo lý. Nhưng mà làm ơn nhớ tỉnh táo là nhớ ở dơ sống lâu chứ đừng có ở lâu mà. Cho nên tu chính là cái quá trình mà mình làm sạch thân tâm của mình. Mình gội rửa gàn lọc là chính thân tâm của mình. Các bạn ở đây có hay gội đầu không? Người ta thì đi gội đầu dưỡng sinh, còn mình thì đi gội tâm dưỡng tánh. Người ta bây giờ ở ngoài đi gội đầu dưỡng sinh, còn mình đi vào đây là gội tâm dưỡng tánh. Mà gội đầu dưỡng sinh, các bạn để ý về nhà mình hay gội đầu đó. Các bạn cầm cái chai dầu gội lên, ví dụ như cái này là chai dầu gội đi ha. Rồi mình nhìn vào trong chai dầu gội thật là kỹ. Mình thấy có dòng chữ đó là phục hồi hư tổn từ sâu bên trong. Vậy mà có người gội cả 100 lần nhưng mà sao? Vẫn là một kẻ hư hỏng. Mình thấy đáng lẽ gội đầu phục hồi hư tổn bên trong là mình bên trong bao nhiêu cái hư, bao nhiêu cái hỏng được phục hồi hết. Gội càng nhiều lại càng làm phan cứng của hồi cục xúc. Nhiều khi cha mẹ mình thấy mình tuổi này nên tập trung vào việc học, bớt việc yêu lại. Cha mẹ mình mới góp ý một chút xíu thôi, mà mình sao? Mình đã góp gạo thổi cơm chung. Rồi sao nữa? Rồi mình ăn kem trước cổng. Rồi sao nữa? Rồi mình nghe cả thiên hà khen mình đẹp. Đẹp mày đẹp mặt chưa? Tại sao người ta không nói là đẹp mày đẹp mặt chưa? Mà không phải là đẹp. Nếu như mà mình không có biết điều chỉnh cái thân tâm của mình cho phù hợp với đạo đức, với cái lối sống chân chánh, thì có một ngày mình sẽ nghe người ta nói rằng là đẹp mày đẹp mặt chưa. Nhưng mà thực ra mình không có đẹp đâu. Tại sao lúc đó mình không đẹp nữa? Tại vì mình hết gạo để góp, đúng không? Hết tình để chung. Rồi hết hồn chưa bà già. Tại vì lúc đó là lương tháng thì âm, mà lương tâm thì càng. Thì bạn lấy cái gì để mà nương tựa nhau, đúng không ạ? Lương tháng thì âm mà lương tâm thì càng. Cho nên bạn chẳng có cái gì để làm chỗ nương tựa cho người ta cả. Và cái việc mà lúc đó mình còn lại là còn cái gì? Còn cái gì? Còn cái nịt. Mất tiền, mất tình, mất cả thân thì còn lại cái gì? Sợ cái nịt cổ không còn. Bởi vậy là cái việc mà điều chỉnh thân tâm của mình trong đời sống hàng ngày với cái sự tỉnh thức là vô cùng quan trọng. Các bạn nghĩ là hôm nay các bạn ngồi đây như vậy, các bạn nghĩ quan trọng không? Quan trọng lắm, rất là quan trọng. Ngày xưa khi mà Đức Phật còn là một hoàng tử rất là bé, thì một hôm vua cha dẫn hoàng tử đi ra đồng để làm lễ hạ điền, tức là lễ cày ruộng cho năm mới. Thì lúc đó hoàng tử thay vì đến với một cái nhóm người rất nhộn nhịp, thì hoàng tử lại tìm một gốc cây để ngồi thiền. Và trong lúc ngồi thiền như vậy thì quán chiếu hết, thấy tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh của mình, từ cảnh vật xung quanh đến từng hơi thở đi vào ra, đến cái sự biến chuyển ở trong thân. Rồi cái giây phút đó cũng qua đi,
Ngài cũng lớn lên như bao nhiêu người khác. Rồi sau đó Ngài có thấy cuộc đời đau khổ quá, cuộc sống nhiều ràng buộc, chúng sanh đau khổ, Ngài tìm một con đường để muốn giúp cho tất cả mọi người đều được thoát khổ như mình. Thì Ngài đi đâu? Ngài xuất gia. Nhưng mà các bạn biết 11 năm Ngài đi vào trong rừng tìm đạo, khổ hành, tu hành. Nhưng mà rồi Ngài không chứng đạo. Thì tự nhiên một ngày Ngài bỗng nhiên nhớ lại, hồi còn nhỏ lắm, mình đã từng với cha của mình đi ra trong buổi lễ hạ điền, ngồi dưới gốc cây, và lúc đó nhờ quán chiếu thân tâm, tu tập với những cái ý niệm thiền định căn bản mà Ngài có được cái sự an lạc. Cho nên Ngài mới quyết định dừng lại tất cả cái sự rong ruổi trong 11 năm để quyết định ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, tự mình tu tập. Và sau đó Ngài sao? Bừng ngộ thành Phật. Cho nên các bạn nghĩ rằng hôm nay các bạn ngồi đấy đó, đi khóa tu mùa hè trong 7 ngày, các bạn có thể về trong cuộc đời của mình, mấy ngày sau các bạn sẽ quên, mấy năm sau các bạn sẽ quên. Nhưng mà các bạn biết là đây là một cái dấu ấn lịch sử, một cái dịp vô cùng quan trọng, mà sau này đến một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời thì các bạn mới biết là giây phút này là giây phút ngàn năm chỉ có một. Thì mình chỉ ngồi đàng hoàng như vậy thôi đó, ngồi mà giữ cái thân tâm của mình quân bình như vậy, thì Đức Phật nói là người đó là người biết sống với cái lối sống trung đạo, một nếp sống vô cùng đẹp, và cái nếp sống mà có thể đưa một con người phàm phu trở thành một bậc thánh. Tại vì là người biết quân bình cảm xúc, biết làm chủ thân, biết làm chủ tâm, để đưa mình về với cái trạng thái của sự tỉnh thức, chánh niệm, tự tại, giải thoát. Khi mình ngồi yên như vậy có nghĩa là mình có giới. Nhờ có giới thì mới có định và có tuệ. Vì giới mà sinh ra định, vì định mà có tuệ. Cho nên ai mà không ngồi được yên là người đó không có định, không có được cái sự định tĩnh. Ở đâu cũng cứ ngồi cứ lắc lư, trào cự. Người đó sau này không làm được việc lớn. Người đó sau này suốt đời phải làm mọi việc trong cái tư thế là tất bật, lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng hấp tấp. Tại vì từ một cái việc rất đơn giản là mình ngồi thôi, nhưng mà còn ngồi chưa vững thì đừng có nói làm việc khác, đúng không ạ? Người Việt Nam mình hay nói đó là chưa học bò thì làm sao mà lo học chạy được. Cho nên Đức Phật thì nói khác là nhân giới mà sinh định, nhân định mà sinh ra tuệ. Ngồi yên là giới. Giới có nghĩa là sao? Là những cái phẩm chất mà giúp mình ngăn ngừa những điều gì ạ? Những điều xấu. Hồi nãy cho các bạn ngồi trong đây, các bạn có làm điều gì xấu không? Vậy là các bạn có đang giữ giới không? Mình giữ giới một cách tự nhiên, chỉ với cái việc đơn giản là ngồi yên thôi, là mình đã giữ giới. Đó là một điều tuyệt vời mà nhiều khi mình không có nhận ra. Và khi mình ngồi yên thì mình sẽ thấy những cái tâm niệm khởi lên ở trong mình, và mình sẽ không gì ạ? Không có ân quá chừng, mà mình sẽ biết vừa chừng. Vừa chừng trong từng cái tâm niệm, trong từng cái việc làm của mình. Và đó là mình trở lại với cái đời sống bình thường. Mà tâm bình thường là gì? Tâm bình thường chính là đạo. Chúng ta cứ nghĩ phải phi thường mới là đạo, nhưng mà bình thường như vậy mới gọi là đạo. Các bạn thích người hay ho hay thích người bình thường? Ai cũng thích người hay ho, nhưng mà bây giờ mình chỉ thích người bình thường. Tại vì những người hay ho là những người có khả năng bị COVID. Ngồi bình thường là đạo. Ngồi ở trong cái tư thế đàng hoàng là đạo. Cho nên đàng hoàng không thôi đã là một điều khó. Mình không cần phải lấp lánh như nữ hoàng, nhưng mà mình phải sống đàng hoàng như một nữ tướng. Mình không cần phải lấp lánh như một nữ hoàng đâu, mà ít nhất mình phải đàng hoàng như một vị nữ tướng. Đi ra đi, đứng ra đứng, ngồi ra ngồi, nói ra nói. Đó là một người thể hiện có một cái nội lực rất lớn,
Còn người mà chưa nói đã cười, chưa đứng đã đi, chưa ngồi đã chạy, là người đó bản chất bên trong là một người không có hề có cái sự định tĩnh. Cho nên mình không cần phải lấp lánh như một nữ hoàng, mà chỉ cần đàng hoàng như một nữ tướng là được. Khi mình ngồi như vậy, tức là cái tâm của mình nó vững chãi, cái phong thái của mình nó an nhiên, và trong mình nó không có cái muộn phiền nào cả. Có bạn nào biết tại sao mình không có muộn phiền? Tại sao lúc này mình không có muộn phiền? Đưa tay lên, trả lời câu hỏi sẽ có quà. Rồi, xin mời ở bàn phía sau. A Di Đà Phật, con chào thầy. Con tên là Phương Nhã, con ở Công Quả Tuồng Xuyên. Dạ, con xin trả lời câu hỏi là khi mình ngồi á, thì mình để tâm mình là ở nơi mình ngồi, mình không có để tâm mình ở những nơi khác, thì mình sẽ tự tại và mình sẽ không có nghĩ đến cái muộn phiền của mình, thì mình sẽ không còn muộn phiền nữa. Rồi, xin cảm ơn bạn. Chúc mừng bạn có một câu trả lời xuất sắc, gần như đúng. Rồi bây giờ xin tặng cho bạn cái này ha. Mình ngồi đây mà mình cảm thấy bình yên, trước hết mình không có cảm thấy muộn phiền đó, là như bạn của mình nói, đó là mình ngồi để trở về lại với chính mình. Bản thân của mình chưa bao giờ bị muộn phiền, nhưng mà do mình có quá nhiều ước mong, có quá nhiều cái sự tương tác với cái thế giới bên ngoài mà không có quay về chính mình, cho nên mình không có bình yên được. Lúc nào mình cũng cảm thấy muộn phiền bởi những yếu tố xung quanh của mình hết. Mình hay nghe nói là giang sơn dễ đổi. Bạn tin sao? Bạn tính thì dễ thương. Giang sơn dễ đổi nhưng mà bạn tính dễ thương. Bạn tính của ai cũng dễ thương. Đức Phật nói mà, ta là Phật đã thành. Và sao nữa? Chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa Đức Phật khẳng định bạn tính sao? Dễ thương. Nếu mà khó dời thì làm sao mình thành Phật được? Vì mình có cái bản tính dễ thương, cho nên mình không cần phải đi tìm đâu hết. Chỉ cần mình ngồi lại, lắng lại, gạt bỏ đi những cái xung quanh, bớt đi những cái tương tác bên ngoài, thì tự nhiên cái phẩm chất của sự dễ thương nó lại trỗi dậy. Và mình trở về với chính mình một cách đích thực, giống như Đức Thế Tôn đã trở về trong cái sự tĩnh lặng, trở về mà tràn ngập cái tình yêu thương với tất cả mọi người. Như vậy mới gọi là đi tu, mới tu được. Còn nếu mà không đổi là không tu được. Bởi vậy trong nhà Phật mình gọi là tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Nếu mình không chuyển được cái nghiệp của mình thì đi tu để làm cái gì? Mình không biết được rằng là bản tính của mình dễ thương thì mình đi tu để làm cái gì? Nếu một ngày nào đó có một người tới chùa Hoằng Pháp này và nói rằng là ở dưới chùa này có một đống vàng, các bạn có đào lên không? Có không? Một đống vàng lưng má. Tại sao mình không đào? Có lý do như sau. Nếu mà bạn tới nói thì chắc chắn thầy không tin, tại vì bạn không có đủ khả năng. Nhưng mà có một nhà khoa học tới, người ta đem máy móc tới, người ta nói là dưới chùa Hoằng Pháp này có một núi vàng. Các bạn nghĩ mình có nên đào lên không? Có chứ. Sự khác biệt ở đây là gì? Nếu như mà dưới chùa này không có vàng, mà với niềm tin các bạn tin một ai đó một cách bâng quơ, nghe một tiếng nói nào đó thì thầm, mình liền dùng hết sức để tới mình đào. Đào 1000 năm sau nó có không? Không. Tại vì căn bản là không có. Còn dưới này có vàng, mình chỉ cần đào đúng một ngày là có. Có nghĩa là cái gì sẵn có thì mình tìm nó mới có. Còn cái nào mà không có thì tìm 1000 năm, 1000000 năm, nó cũng không có. Cho nên khi mình tu tập là làm cái gì các bạn? Là tìm lại cái sự dễ thương nó có sẵn ở trong mình. Chứ không phải là tìm cái sự dễ thương ở một người khác, không phải tìm cái sự dễ thương của một cái nhóm người khác,
mà cái sự dễ thương nó đã có sẵn ở bên trong mình rồi. Cho nên Đức Phật Ngài thành đạo là thành cái gì? Thành những cái có sẵn ở trong Ngài, đúng không ạ? Chứ không phải là thành một cái mà Ngài chưa có. Mình tu là không phải tìm cái chưa có, mà tu là tìm lại những cái đã sẵn có. Cho nên một ngày nào đó bạn đi ra đường, nghe có một ai đó nói rằng là: này bạn, bạn, mình nói cho bạn nghe, nói nhỏ, các bạn nghe thầy nói không? Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ nè, đi gặp cái ông đó đi, ông sẽ làm cho bạn giác ngộ. Có đi không? Không. Tại vì không phải vì cái ông đó mà mình giác ngộ, không phải vì bà đó mình giác ngộ, mà giác ngộ hay không là có sẵn ở trong mình đó. Nếu mình không thấy cái đó có sẵn trong mình đi đâu cũng vậy. 1.000 năm, 1.000.000 năm mình lang thang trong luân hồi sanh tử, mình cũng không thể tìm thấy được chính mình. Do đó là mình đã có sẵn những cái chừng mực, thì mình sẽ biết cái nào là quá chừng, cái gì là chừng mực của người Phật tử để sống cho dễ thương. Ai biết đưa tay lên. Rồi xin mời bạn bên này. Dạ con chào sư thầy ạ. Dạ theo con là cái chừng mực của một người Phật tử là giữ được 5 giới ạ. Rồi xin chúc mừng bạn. Bạn đã nhận được một món quà. Như vậy thì người Phật tử vốn có sẵn một cái chuẩn mực để mình sống rất đẹp, đó gọi là 5 giới. Hay nói cách khác, đó là 5 cái phẩm chất đạo đức mà nó có thể trở thành cái hệ quy chiếu cho cuộc đời của mình, trở thành cái mực thước, trở thành căn bản, để mỗi khi mình làm điều gì mà vượt ra khỏi cái chuẩn mực đó thì mình biết là mình đang làm gì? Mình đang làm sai, mình đang làm khổ mình và làm khổ cuộc đời. Và cái chuẩn mực đó, 5 giới là gồm đầu tiên là cái gì? Không sát sanh, có nghĩa là tôn trọng sự sống, không làm khổ mình và không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Thứ hai là gì? Không trộm cắp, là tôn trọng tài sản của người khác, tôn trọng cái công sức của người khác thì người đó sẽ không tham lam, không bạo tàn. Và thứ ba là không gì? Không tà dâm, có nghĩa là tôn trọng tiết hành của người khác, tôn trọng cái cam kết của người khác cũng như cam kết của mình. Chúng ta sẽ không có trao thân cho người nào khi mình không biết họ có phải là người để mình có thể gửi phần hay không. Khi quyết định trao thân cho một ai thì mình phải nhắm coi là người đó có đủ khả năng để cho mình gửi cái phần hay không, chứ không phải là dễ dàng trao thân. Trao thân gửi phần mà. Cho nên một người mà giữ được cái giới này là mình tôn trọng cái tiết hành, cũng như là tôn trọng ai? Tôn trọng chính ông bà tổ tiên của mình. Cha mẹ của mình 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nuôi mình khôn lớn mà còn chưa dám xúc phạm mình một câu. Đi ra đường có một mấy đứa nào đó nói có mấy câu mà khóc lên khóc xuống, có đáng không? Rồi nói xài xệ mình có đáng không? Phải nói với nó là gì? Cha mẹ tôi còn chưa làm như vậy với tôi thì anh là cái gì? Đúng không? Phải luôn nhớ như vậy. Đó là tôn trọng chính mình, tôn trọng chính cha mẹ, ông bà, tổ tiên, khi mình biết tôn trọng cái thân thể của mình. Tại vì thân thể của mình chính là cái đền thờ. Trong này có ông bà mình, có tổ tiên mình, có dòng họ mình. Khi ai đó chạm vào thân thể của mình là chạm vào cả biết bao nhiêu thế hệ mà. Cho nên phải biết được rằng là mình phải gửi ông bà tổ tiên của mình tới một nơi mà người ta phải sao? Phải thờ. Đúng không? Phải tôn thờ, chứ không phải là chỉ gửi cái thân xác này không. Không phải là khi mình trao thân mà gửi cho người ta cái thân xác mà gửi luôn cái phần, có nghĩa là gửi luôn cả bàn thờ tổ tiên cho người ta đó. Và cuối cùng đó là giới gì? Không uống rượu là sao?
Nói cách khác là không sử dụng các chất gây say nghiện. Cũng là cách để biết trân quý bản thân, biết công ơn cha mẹ đã mang nặng đẻ đau, biết giữ gìn làm sao cho tốt đẹp, mà sau này nhờ cái thân thể khỏe mạnh này chúng ta làm được rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Cho nên đối với một người Phật tử, khi mình có 5 cái chuẩn mực này đó, thì chắc chắn là không bao giờ mình ưng quá chừng hết trơn. Lúc nào mình cũng sẽ biết ưng sao? Ưng vừa chừng thôi. Đức Phật nói giới là gì? Giới là cái hàng rào để ngăn ngừa cái việc ác và phát triển cái việc lành. Giới không phải là một cái sự cấm đoán, mà giới là chuẩn mực, là cái phẩm chất mà mình nên có. Một người mà không phải Phật tử đó, mà người đó sát sanh thì người đó có tội không? Người đó uống rượu, người đó làm phiền người khác không? Tà dâm cũng làm đau khổ cho người khác, nói dối cũng làm đau khổ cho người khác. Cho nên giữ giới chính là tôn trọng sự sống, tôn trọng mọi người, tôn trọng mọi thứ trên cuộc đời này. Những người mà hở là nhắn là những người sao? Những người mà hở là nhắn là những người gì? Không phải. Không phải những người hở là nhắn là những người hẳn là nhớ. Những người hở là nhắn hẳn là những người thất nghiệp. Đúng không? Một người mà có công việc làm liên tục, không thể nào cầm cái điện thoại hỏi những cái chuyện mà hở cái là nhắn, hở là nhắn. Chỉ có những người thất nghiệp, vô công rội nghề mới hở cái là nhắn. Mà hở cái là nhắn là chúng ta đang làm một hành động rất là ác độc. Các bạn biết hành động gì không? Đó là hành động cướp đi mạng sống của người khác. Tại sao? Làm mất thời gian của người khác. Mình nhắn mà người ta không trả lời thì mất lịch sự, mà trả lời lại thì làm mất cuộc đời của người ta. Mỗi phút trôi qua đi đó chính là mỗi phút của sinh mạng. Cho nên khi mình tạo khẩu nghiệp thì mình mất cái gì? Mình mất đất. Do đó là giữ gìn khẩu nghiệp cho có chuẩn mực, đó chính là giữ gìn cái đất của mình và giữ gìn được cái sự tôn trọng của mình và người khác. Muốn có chừng mực, mình phải huấn tu cái đức tính tỉnh thức rất là quan trọng. Mà tỉnh thức nó đến từ những cái việc rất đơn giản như các bạn đang ngồi bây giờ và ở đây. Ngồi mà biết được mình đang ngồi ở đây và bây giờ và biết mình là ai là điều hết sức quan trọng. Nhiều khi mình không tỉnh thức đó, mình không biết mình là ai thì nguy hiểm. Cho nên ngay cả triết học gia Socrates, ông nói một cái câu rất nổi tiếng. Đó là gì ạ? Hãy tự biết mình. Hãy tự biết mình. Tự biết mình chính là sẽ biết được người. Có một em nhỏ đang loay hoay đứng trước cái cổng nhà. Và vì em nhỏ quá, em đi tới cái cửa nhà đó, cứ đứng vói hoài không có được cái chuông. Thì rất là đau khổ. Thì tự nhiên đằng xa có một cái anh thanh niên đi tới. Và em miếu máu em nói là bấm bấm bấm. Đó. Thì anh này thấy em nhỏ thương quá cho nên bấm. Bấm chuông thì em nhỏ hô 1, 2, 3 cháy. Mình cũng vậy. Nhiều khi mình thấy người khác đau khổ, nhưng mà thật ra đó chưa hẳn đã là đau khổ. Mình thương quá mà. Nhưng mà tại vì mình thiếu tỉnh thức thì chính ngay chỗ lúc đó cũng làm cho mình gì? Tổn thất. Và cũng là một cái hành động nữa để làm gì? Tiếp tay cho những điều không tốt. Do đó Đức Phật mới nói là cái sự nghiệp của một người con của Phật đó là sự nghiệp trí tuệ. Người mà đánh mất mình thì người đó không còn trí tuệ, mà người đó sẽ còn gì? Trí gì? Trí tệ. Mình đánh mất chính mình, bạn đánh mất chính bạn, lúc đó bạn không còn trí tuệ mà bạn chỉ còn lại là trí tệ. Và lúc đó mình không phải là con của Phật, mà con của ai? Con của ma. Do đó là khi là con của ma đó, thì không phải là do người đó lớn tuổi là người đáng kính. Không phải người già nào cũng đáng kính, đúng không? Mà không phải người đáng kính nào cũng già.
mà người đáng kính là người có trí tuệ, có tỉnh thức, có cái phẩm hạnh đạo đức. Thì cái sự yếu kém này á, nó đến từ nhiều nguyên nhân lắm. Và nhiều khi mình nhìn người khác, mình nói là ồ cái người này có tầm quá, đúng không? Người ta là ở tầm voi chín ngà, gà chín cừa, còn tầm của mình là sao? À, tầm của mình là cứ ngừa ngừa cả ngày lẫn đêm. Người ta thì đã tới cái tuổi này là người ta đã bùng con rồi, còn mình thì vẫn còn bùng bột. Giống như là có một câu chuyện như vậy. Có một thầy giáo hỏi với các em học sinh rằng là nếu một ngày em đi trên đường, em thấy một túi vàng và một túi sách đạo đức thì em nhặt cái gì? Thì sao? Bạn nhặt cái gì? Bạn nhặt vàng đúng không? Thầy giáo nói là thầy giáo sẽ nhặt đạo đức. Cho nên bạn học sinh mới nói là tại vì thầy thiếu đạo đức cho nên thầy nhặt đạo đức. Nói như vậy có nghĩa là người có trí thì biết mình nên làm cái gì. Hay nói cách khác là sở dĩ người ta đau khổ, người ta thiếu định tĩnh, người ta thiếu tinh tấn, người ta thiếu quân bằng như các bạn nói là bởi vì người đó thiếu một con đường để đi. Hàng ngày mình đi biết bao nhiêu con đường nhưng mà rõ ràng mình vẫn còn thiếu một con đường để đi. Đó chính là con đường tâm linh, con đường của sự tỉnh thức. Nếu mình không có được cái con đường của sự tỉnh thức á, thì mỗi ngày mình bước chân ra đường, mình sẽ không biết mình đi về đâu, và thậm chí mình sẽ không biết mình là ai, và có thể mình sẽ làm những việc rất rất là sai lầm. Và mình truyền cái sự sai lầm đó cho các cái thế hệ khác. Giống như có một em bé hỏi với mẹ rằng là mẹ ơi sao dạo này mẹ hay cau có bực bội với con như vậy. Thì mẹ nói rằng là tất cả cũng là tại mày. Cho nên mày thấy không, mẹ đã làm biết bao nhiêu thứ, thức khuya dậy sớm làm thứ mọi việc đến nỗi tóc của mẹ phải bạc như vậy luôn nè. Thì đứa con mới nói với mẹ của mình rằng là ồ vậy là con biết rồi, tại sao tóc của bà ngoại lại bạc như vậy? Tại sao? Tại mẹ. Nên nếu như mình không có cái sự tỉnh thức thì mình cứ nghĩ rằng là cái niềm đau của mình, cái khổ đau của mình là do những người xung quanh, và chính mình không biết rằng mình cũng là con người đã gây ra cái sự đau khổ cho những người khác. Vì vậy mà Đức Phật nói là mình phải lúc nào cũng cần phải đặt cái sự chánh niệm tỉnh thức lên hàng đầu trong việc tu tập. Có chánh niệm thì mình bớt sầu đau, bớt muộn phiền. Như vậy khi mình bước vào đạo Phật, người ta nói là đạo Phật là không, đúng không? Có nghĩa là không tham, không sân, không si, mà có cái gì? Có từ, có bi, có hỷ và có xả. Cho nên nói có cũng được, mà nói không cũng được. Các bạn đi chùa về mà ai hỏi đi chùa về có được cái gì không thì các bạn nói sao? Không. Đi chùa về mà ai hỏi có được gì không, các bạn nói sao? Có. Nói không trước cái đã. Không tham, không sân và không si. Còn có thì có nhiều lắm. Có từ, có bi, có hỷ, có xả. Có nhiều thứ lắm. Như vậy, nếu như mình có được sự tỉnh thức thì lúc nào mình nên biết là mình nên làm gì và không làm gì, biết vung bồi cái nào và từ bỏ cái nào. Mình vào trong chùa đó thì mình hay nghe hai cái từ đó là gì ạ? Buông bỏ, đúng không? Buông bỏ. Nhưng mà có các bạn biết không, là nhiều người á, vì đau khổ, vì ấn quá chừng nhưng mà không có buông bỏ được, là tại vì hiểu sai hai cái chữ buông bỏ. Mình hãy nói cái từ buông bỏ nhưng mà mình làm không đúng. Và chính khi mình không biết buông cái gì, bỏ cái gì đó, thì mình đã nói như vậy hàng ngàn lần nhưng mà cuộc đời của mình vẫn đau khổ. Do đó đi chùa nhiều năm vẫn khổ và lặp lại những cái khổ đau của mình, thậm chí truyền trao những khổ đau đó cho các cái thế hệ tiếp theo. Ở đây Đức Phật dạy mình buông. Đức Phật gọi là mình buông cái thế biết sai lầm, có nghĩa là người đó phải là người có chánh kiến. Và mình bỏ là bỏ cái gì?
bỏ cái tham, bỏ cái sân, bỏ cái si. Đó gọi là buông bỏ. Các bạn có hiểu chưa? Một người mà còn nhiều cái chớp mắt, còn thấy mọi vấn đề qua cái lăng kính của mình, qua cái nhận thức, qua cái kiến thức, qua những cái ý niệm chủ quan của mình, thì người đó không có thể buông được. Chừng nào là cái người phải thấy ra được cái sự thật của cuộc đời, người đó có chánh kiến, tức là người đó hiểu đúng về nhân quả, nhân duyên, vô thường, vô ngã, khổ, như Đức Phật hiểu, thì người đó mới thực sự là người biết buông. Chứ không phải là cứ nói là mình buông cái này, mình bỏ cái kia, mà buông cái thấy biết sai lầm của mình. Do đó là mình muốn có một cái lối sống mà bình an là mình phải biết buông bỏ. Mình muốn có một lối sống bình an, mình không có ưng quá chừng mà ưng vừa chừng á, thì Đức Phật nói là mình phải biết đến một cái đạo lý ở trong đạo Phật, đó gọi là bát chánh đạo. Có chánh kiến là thấy đúng như thật, chánh tư duy là định hướng cuộc đời của mình theo lối sống an lành, không tham, không sân, không hài. Chánh gì nữa? Chánh ngữ là phát ngôn cho đúng với sự thật. Chánh nghiệp là dựa cho thân khẩu ý cho thanh tịnh. Chánh màng là nuôi màng sống của mình bằng nghề nghiệp chân chánh. Chánh tinh tấn là nỗ lực đi tới, hướng tới cái sự thiện lành giải thoát. Chánh niệm là biết sống trân quý từng phút giây trong hiện tại để biết được mình là ai. Chánh định là biết làm chủ thân tâm của mình trong mọi hoàn cảnh. Người mà có được bát chánh đạo, tức là có một con đường đi về hướng của sự thật, hay còn gọi là bát thánh đạo, có nghĩa là đi về con đường của các bậc thánh, thì người đó là người có trí tuệ. Vì có trí tuệ cho nên biết điều chỉnh mọi cái hành vi của mình một cách đúng đắn, thì chắc chắn người đó sẽ là người không bao giờ, mà sẽ là người. Thì đó cũng chính là một vài cái thông điệp mà Tân Nguyên xin gửi đến các bạn trong buổi chiều hôm nay.